Chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục uh, phần bài học với uh, giáo trình Seoul 2A. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3. Constance Kavatsio. Bạn đã bạn đã đi uh, đến uh, cái buổi hòa nhạc chưa? Constance đây là bài hòa nhạc. Constance Kavatsio. Đầu tiên chúng ta sẽ xem phần từ vựng trong phần uh, giáo trình này. Uh, chúng ta xem phần mục tiêu bài học trước nhé. bài số 3 bác ở đây chúng ta có bài học hắc sức mục tiêu mục tiêu bài học về từ vựng chúng ta có kiêng hôm kiêng hôm là những cái trải nghiệm những cái kinh nghiệm của mình tiếp theo là kỳ gan kỳ gan nghĩa là một khoảng thời gian si can là có thể là giờ hoặc tiếng nhưng mà chúng ta để ki can tức là từ một thời điểm nào đến một thời điểm nào đó đấy là gọi là ki can bun qua pianil động từ đi với a đây là chúng ta thử làm việc gì đó tiếp theo n tông an trong một khoảng thời gian nào đó baraki il nói một hôm chúng ta để biểu hiện về cái kinh nghiệm của mình làm thế nào là mình biểu hiện được ra tiếp theo là bun bước qua à, động tính từ đi với nân t động tính từ đi với nân t động từ đi với à, tính từ đi với n hoặc ân t động từ đi với nân t và danh từ đi với in t đây chúng ta sẽ có những cái biểu hiện về trước giải thích cho về sau động từ đi với l, -l danh từ đây là một dạng định ngữ ở thì tương lai cái việc mà sẽ làm gì đó chúng ta sang phần 2 đó là Maraki yi. nói hai chien haki wa kotoragi chien haki là đề nghị Tức là yêu cầu người khác làm một việc gì đó và wa là và kotoragi là từ chối đề nghị và từ chối tiếp theo tức cô Maraki nghe và nói Changsosokehanen theo thực kỳ chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái việc giới thiệu một địa điểm tiếp theo là Changso Sukehagi à, mình bản thân mình sẽ giới thiệu địa điểm đây là phần nói Sukehagi là mình tự nói nhé Changso mình giới thiệu một địa điểm nào đó tiếp theo Yukosugi phần đọc và viết Kiyohime Tane kỳ chúng ta đọc một đoạn văn về cái kinh nghiệm và tiếp theo, kiêng hôm kiêng hôm ấy thì hắn cơn sư kỳ. Chúng ta cũng viết về một cái kinh nghiệm của bản thân chúng ta. Tiếp theo, về qua chê thực hành. Kiêng hâm Maraki Game Chúng ta có một cái game nói về cái kinh nghiệm. Bun Hoa San Jek là phần văn hóa. Đây là Han lưu Han lưu đây là trào lưu ngôn ngữ Hàn Quốc. Trào lưu văn hóa Hàn Quốc. Cái này À, một số bạn đã được học rất kỹ trào lưu văn hóa Hàn Quốc nó biểu hiện ở cái gì ạ biểu hiện ở K-pop biểu hiện ở drama rồi biểu hiện ở những việc lưu diễn của các uh, của các uh, yonane, của các idol Hàn Quốc tiếp theo Parum Ha khoa đây là cái uh, sự giảm lược âm lượng của chữ h khi mà chúng ta đọc vào câu đây, chúng ta đề mục tiêu bài học của chúng ta ngày hôm nay chúng ta xem từ phần 1 đầu tiên là chúng ta sẽ phần từ vựng và phần ngữ pháp margi il chúng ta bắt đầu đầu tiên chúng ta vào phần từ vựng đầu tiên là phần từ vựng này à, những ai có giáo trình sẽ chỉ có một dòng đầu tiên đó là euro, euro 다음 중에서 những cái sau 무엇은 했어요 trong những cái sau các bạn đã từng làm những cái gì rồi 같이 친구와 이야기해 보세요 cái này nếu các bạn có điều kiện ở trên lớp các bạn sẽ cùng với bạn bè của mình nói ở đây chúng ta sẽ học một số từ vựng như sau đầu tiên là 콘서트 đây là cái buổi hòa nhạc 음악회 đây là buổi hòa nhạc là cái, một cái sự kiện khôn từ là buổi một cái sự kiện về âm nhạc tiếp theo là ưm ma khuê một buổi hòa nhạc thính phòng nhân đây là kịch musical musical đây là nhạc kịch tiếp theo chân si huê là triển lãm trúc chê là lễ hội nori đây là bắn pháo hoa, Samunori đây là một cái buổi biểu diễn của bốn cái loại nhạc cụ Hàn Quốc. Đây là một cái nhạc cụ truyền thống truyền thống ở Hàn Quốc. Chúng ta nghe và đọc theo. Concert, concert, âm 음악회 연극 연극 뮤지컬 뮤지컬 전시회 전시회 축제 축제 불꽃놀이 불꽃놀이 사물놀이 사물놀이 tiếp theo chúng ta sẽ sang phần từ vựng tiếp theo Penang 여행 là du l ị c ba lô Arbeit đây là làm thêm. Bungee jump là cái, cái, uh, môn thể thao nhảy uh, bảo mạo hiểm. Scuba scuba diving là lặn. Scuba Bình lặn. Park Quan là viện bảo tàng. Misunquan Quan là Quan là bảo tàng mỹ thuật công viên trang là nơi công diễn nô đi công ơn là công viên trò chơi thế năng nhỏ ảnh thế năng nhỏ ảnh arbeite arbeite bungee jump 번지점프, 스쿠버다이빙, 스쿠버다이빙, 박물관, 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 미술관, 미술관, Bí sự quán. Khang diễn trang. Khang diễn trang. Khang diễn trang. Đồi đi công viên. Đồi đi công viên. Đồi đi công viên. À trên đây là những cái địa điểm mà chúng ta hay uh, đến và chúng ta tham quan. Tiếp theo chúng ta sang nói về vấn đề thời gian. Đầu tiên là 시간, 시간 đây là tiếng. Khi nói về tiếng thì chúng ta sẽ đọc là 한 시간, se 시간, 시간, si 시간. Tiếp theo, Thal là tháng. Đây là số lượng tháng. 한달 là một tháng, Tutan là hai tháng xét là ba tháng và để than là bốn tháng chúng ta tạo đọc. 시간 시간 xì gắn xì gắn tay 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 Tiếp theo, khi đếm những cái đơn vị khác, ví dụ, BUN là PHÚT BUN chu hoặc chu in là tuần chu chu in chu chu keol cũng là tháng một cách đọc khác của thal keol nhưng khi đọc keol chúng ta dùng số đếm hán hàn nhân nhân năm chúng ta cũng dùng số đếm hán hàn tiếp theo chúng ta sang phần từ vựng tiếp theo ở đây chúng ta có việc để ghép nối giữa các từ vựng với các bức tranh. Đầu tiên là có Nori Công Nguồn, diving, Thái Bình, Penang Yoheng, misun Quan, Bắc Quan, Phân Thì chúng ta sẽ cho tất cả những cái chữ này vào bức hình tương ứng. Đầu tiên là Nori Công Scuba diving, Thái Bình, Penang Yoheng. Vi-xu-l-quan okay. Phong-mul-quan Chúng ta sang phần ngữ pháp số 1 trong phần bài này Đó là động từ đi với a Động từ đi với Nó có nghĩa là Thử làm một lần công việc nào đó Hoặc nói về kinh nghiệm đã làm Ở đây chúng ta Tôi nói lại về phần ngữ pháp này. Động từ đi với aporta à là thử làm một lần về một công việc nào đó hoặc là nói về những cái kinh nghiệm mà bạn đã từng làm. Jordan, Bạn đã từng đi đến Jeju chưa? 네, 가봤어요. Vâng, tôi đã đi rồi. Chúng ta nghe. 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요.

낚시하다 뒤 낚시 해봤어요 해봤어요 듣고 가죠 한국에 한국 한국에 와서 한국에 와서 김치를 처음 야, 먹, 먹어봤어요 이 노래 듣다 들어봤어요 Chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2 Tung an Tung an này là Khi đưa ra Thời gian liên tục Thực hiện một hành động nào đó Hoặc là một hành vi Trạng thái nào đó Tức là thời, một khoảng thời gian ở Trong khi một việc Hoặc là một hành vi Trạng thái nào đó

Ở đây chúng ta có, luyện tập hái 오늘, 오늘, 하루, 하루, đây là một ngày. 서울의 많은 곳은 구경했어요. Bạn đã ngắm, tôi đã ngắm cảnh rất nhiều nơi ở Seoul. Đây là 하루 동안. Đây là 두 시간 동안. 2시간 동안 쉬지 않고 공부했어요. 아, 아중담 chúng ta cũng 시간 동안 쉬지 않고 공부했어요. 아, trong suốt 2 tiếng 쉬지 않고 là 쉬지 않고 là không nghỉ 공부했어요. 공부했어요 là đã học. Trong suốt thời gian không nghỉ thế nào cả. Chúng ta đã học 일본 여행은 했어요. 일주일 là y chuyên tổng án yên buôn nhiều hàng hơn hết rồi là trong suốt một tuần tôi đã đi du lịch Nhật Bản chúng ta sang phần tiếp theo đó là Maraki il ở đây chúng ta chúng ta cùng nhau dịch đoạn này hiền si bang hắc tổng án bang hắc tổng mua hết rồi bạn đã làm gì trong kỳ nghỉ hè hiền trả lời 제주도에 갔다 왔어요. cắt ta tức là đã đi rồi đã trở về rồi. Cắt ta bây giờ đang ở đây nói những cái việc trong quá khứ đã đi Jeju tô và đã về rồi. À, cho tôi 제주도에 nên ấy Jeju tôi ấy có hoạt sôi. Jeju Bạn đã câu cá. Gái bạn có câu, câu cá không? Nè, Naxito Hebogo. Tôi cũng đã thử câu cá. Sang Sơn Huê Tố Bó Cô Bọt Sồi Và tôi đã thử ăn Sang Sơn Huê. Sang Sơn Huê là gỏi cá, món gỏi cá, cá sống ấy ạ. Jeju tuê ơn ma tông ăn ít Bạn ở Jeju bao lâu? Trong bao lâu? 오일 있었어요. 또 여러 정남일 정말 재미있었어요. 더 러스트 스두비 좋다. 공룡의 바이 희연씨 방학 동안 뭐 했어요? 제주도에 갔다 왔어요. 아, 저도 작년에 제주도에 가봤어요. 제주도에서 낚시해봤어요. 네. 낚시도 해보고 생선회도 먹어봤어요. 제주도에 얼마 동안 있었어요? 5일 있었어요. 정말 재미있었어요. 희엔 <목소리> 씨, 방학 동안 뭐 했어요? 제주도에 갔다 왔어요. 아, 저도 작년에 제주도에 가봤어요. 제주도에서 낚시해 봤어요. 네, 낚시도 해보고 생선도 회 먹어봤어요. 제주도에 얼마 동안 있었어요? 5일 있었어요. 정말 재미있었어요. 엔 씨, 방학 동안 뭐 했어요? 아, 저도 작년에 제주도에 가봤어요. 제주도에서 낚시해봤어요? 제주도에 얼마 동안 있었어요? 中大 ضng vai của 나 제시 제주도에 갔다 왔어요 네 낚시도 해보고 생선회도 먹어봤어요 우일 있었어요 정말 재미있었어요. 소 khi đọc n thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nghe tình huống hội thoại này mà chúng ta không nhìn vào phần chữ. Xin mời các bạn. 희연 방학 동안 뭐 했어요? 제주도에 갔다 왔어요. 아, 저도 작년에 제주도에 가봤어요. 제주도에서 낚시해봤어요? 네, 낚시도 해보고 생선회도 먹어봤어요. 제주도에 얼마 동안 있었어요? 5일 있었어요. 정말 재미있었어요. 도요 <목소리> thì uh, ở Ấn Độ thì uh, uh, intu um dịch mực ăn món ăn ăn món ăn Ấn Độ chưa uh, bạn này bạn nói là đã ăn món ăn Ấn Độ và cũng đã thử tập yoga thì bạn ấy ở uh, bên uh, Ấn Độ bao lâu thì bạn ấy ở một tháng tiếp theo tình huống số 3 là ở Hồ Chu và bạn có chơi Ponzi Jumpu không? Thì bạn ấy có chơi bungee Jumpu và sa mạc ấy Ở Hô Châu bạn cũng đã đi đến cả sa mạc Bạn ở Hô Chu bao nhiêu? Bạn ấy ở một tuần Và tình huống số 4 bạn đi Italia Ở Italia thì có ăn Đã ăn pizza chưa? Pizza là pizza đấy ạ Pizza tùm bồ cô Tuê 피자도 먹어보고 배도 타봤어요. Ở Italia có nhận rất nhiều cái con sông nằm xen kẽ những cái dãy phố. Thì chúng ta có thể đi thuyền ngắm những cái dãy phố đó. Italia Alma Alma Isosoyo. Bạn ở Italia trong bao lâu thì ở trong 2 tuần Đây là tình huống số tình huống nói số 1 chúng ta lưu ý tình huống ở đây đó, đó là vào kỳ nghỉ bạn đã làm gì và bạn này đã đi du lịch ở nơi nào đó xong thì ở đó bạn này bạn đã bạn Nana bạn đã từng đi đến đó và ở đó bạn có thử làm những cái việc đặc trưng ở đó không thì ví dụ như ở Chê thì có, có, câu cá không bạn Hiền trả lời là vâng tôi câu cá và vừa ăn cả gỏi ăn cả gỏi cá nữa Chê Chu Tô thì ở đến Jeju Chu Tô bạn ở đó trong bao lâu thì bạn ở 5 ngày thì khi mà chúng ta hỏi về một cái việc uh, đi du lịch thì chúng ta xem lại mục tiêu bài học một chút và phần uh, này chúng ta thấy phần mục tiêu bài học thì phần nói một đó chính là kiêng hôm pio huyên hà kỳ đó là biểu hiện một cái kinh nghiệm mà kinh nghiệm trong phần này đó chính là đi chê chu tô chúng ta sang phần tiếp theo của bài học đó là ngữ pháp và biểu hiện số 2. Đầu tiên, ngữ pháp vào biểu hiện số 2 trong phần này đó là tính từ đi với n-n-t, động từ đi với n t Thì cái ý nghĩa của ngữ pháp này, ý nghĩa ngữ pháp này đó là trình bày hoàn cảnh hoặc bối cảnh của nội dung phía sau. Thì các bạn lưu ý, nó cũng có nghĩa là à, nhưng, à, rồi hoặc là vì. Thì ở đây chúng ta sẽ à, xem các ví dụ để chúng ta hiểu thêm về cái ngữ pháp này. Đầu tiên ví dụ trong phần này đó là khôn sư từ Piêu gá ý nền đề chi yếu tôi có vé của buổi hòa của buổi công diễn này cùng nhau đi nhé cắt chi để cho ai vâng tốt quá

아픈데 좀 아픈데 약은 약 있어요. 요즘 한국 요리를 배우다 배우 배운데. câu thứ hai là dạo này à, tôi học tiếng à, tôi học nấu à, ăn Hàn Quốc. 좀 어려워 어려워요 hơi khó. 사전이 좀 빌려주세요. 좀 빌려주세요. 라면 저도 뭐, 에, 사전이 없다. 사전이 없는데, 사전이 없는데, 좀 빌려주세요. 수본, 어제 영화를, 아, 어, 아주 재미있었어요. 어제 영화는, 어, 나이 좀다 제가 넌트, 보는데, 해, 봤는데, Vì 봤는데 어제 tiếng 봤는데 아주 재미있었어요. Tiếp theo, phần ngữ pháp số 2 trong phần này đó là danh từ đi với INDE Tương tự như phần trên Vì là danh từ, hoặc là là danh từ rồi Là danh từ nhưng Đây, 이 사람은 누구예요? 제 친구인데 같은 학교에 다녀요 người này, người này là ai? Chế chính của tế là bạn của tôi. Rồi và cùng nhau học ở trường. Chúng ta nghe ngữ pháp này. Y sá ra mừng đủ quê ơ? Chế chính của tế, cả thân hạc kêu đánh ơ. 이 사람은 누구예요? 제 친구인데 같은 학교에 다녀요. <목소리도> 여기는 우리 학교인데 학교인데 학생들이많아요 아, 이래 우리 고학이교인데 고학생들이 많네요. học sinh lý. mà này có nhiều học sinh nước ngoài. Y cơ sơn truyền thống cái này truyền thống là truyền thống Hàn Quốc của Hàn Quốc cái này là cái gì đó truyền thống của Hàn Quốc âm xích là món ăn cái này là món ăn truyền thống của Hàn Quốc à chu rất ngon à chu là rất mà là ngon thì âm xích âm xích có chim âm xích nhìn 이것은 한국의 전통 cái này cũng là cái gì của Hàn Quốc nhưng là ốt thì tế, in ốt인태 đọc là ốt인태 이것은 한국의 전통 ốt인태 한국이라고 해요 được gọi là Hàn Quốc các bạn chú ý như vậy chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 của phần này đó là động từ đi với l, l danh từ đây là một dạng định ngữ ở thì tương lai ngữ pháp trong phần này có nghĩa là những cái động từ này dùng để bổ nghĩa cho danh từ động từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ nói về một việc nào đó chưa xảy ra hoặc chưa quyết định trong tương lai. Đây là tậu từ sẽ danh từ. Chúng ta có thể dịch như vậy. Ví dụ như là ớt đi ca xeo Chính cú hẳn thề chul sơn mù l Xa điếc ố Xa rơ cu ố Chính hẳn thề chul sơn mù l Xa điếc ố Xa rơ sơn mù 전무. Then a q 마, 잭, 잭. Saro, cayo, d toy, de de mu, qua, jo, bat. Quatak, bat. The t h e r day, jungang here. Odigasail. Chinguantejul, some m c h i n g u a n t e l some bull, n n g a l a b y r

đi gà là chari ở chỗ ngồi ăn à. ăn chừng, à, chừng chari gà ở sôi ồ trong phòng học không có chỗ ngồi cho nên ghế mọc ta mọc gần băng chôm sao sèo mua cho tôi cái bánh này ăn tối đây chúng ta à, có một số ví dụ như vậy chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần maraki trong phần maraki này chúng ta có hoàn cảnh như sau Nana và Chun Liang ngồi nói chuyện với nhau thì Chun Liang chỉ si, bạn đã đến cái buổi cung diễn của ca sĩ Hàn Quốc chưa? Anio tôi chưa từng đi đến. 그럼 이번 주말에 vậy thì cuối tuần này bạn có thời gian không? 콘서트가 콘서트 표가 있는데 같이 가요. Tôi có mấy cái vé để đi xem buổi công diễn. Cùng đi nhé. 미안해요. 저도 가고 싶지만 tuy tôi rất muốn đi nhưng 갈 시간이 없어요. 갈 시간이 없어요. Tôi không có thời gian. 왜요? 무슨 일 있어요? Tại sao? có việc gì thế? 고향에서 친구가 와요. 그래요? 그럼 다음에 꼭 같이 가요. 네, 고향에서 친구가 와요. À, bạn đến từ quê đến. Có người bạn cùng quê đến ạ. 그래요? vậy à? 그럼 vậy thì 다음에 꼭 같이 가요. Vậy thì sau này nhất định đi cùng nhau nhé. 이제, 우리가 <목소리> 이 곡을 줄리앙 씨, 한국 가수 콘서트에 가봤어요? 아니요, 못 가봤어요. 그럼, 이번 주말에 시간 괜찮아요? 콘서트 표가 있는데 같이 가요. 미안해요. 저도 가고 싶지만 갈 시간이 없어요. 왜요? 무슨 일 있어요? 고향에서 친구가 와요. 그래요? 그럼 다음에 꼭 같이 가요. 중단해라 <laughs> 이번요 줄리앙 씨 한국 가수 콘서트에 가봤어요? 아니요, 못 가봤어요. 그럼 이번 주말에 시간 괜찮아요? 콘서트 표가 있는데 같이 가요. 미안해요. 저도 가고 싶지만 갈 시간이 없어요. 왜요? 무슨 일 있어요? 고향에서 친구가 와요. 그래요? 그럼 다음에 꼭 같이 가요. 이제 부분에 대을 해보겠습니다. 습니다 그럼 이번 주말에 시간 괜찮아요? 콘서트 표가 있는데 같이 가요. 왜요? 무슨 일 있어요? 그래요? 그럼 다음에 꼭 같이 가요. AUX Mode. chúng ta tiếp tục đóng vai của Nana. 시작. 아니요, 못 가봤어요. 미안해요. 저도 가고 싶지만 갈 시간이 없어요. 고향에서 친구가 와요. 그 이제 총다쌤 예. 바이 나이 마총다컹닌 줄리. 줄리앙 씨, 한국 가수 콘서트에 가봤어요? 아니요, 못 가봤어요. 그럼 이번 주말에 시간 괜찮아요? 콘서트표가 있는데 같이 가요. 미안해요. 저도 가고 싶지만 갈 시간이 없어요. 왜요? Chúng ta 있어요? 고향에서 xem thêm tình huống số 2. Đây bạn này bạn hỏi đã đi đến Nori uh, Công Won bao giờ chưa? Thì uh, vì sao bạn này dù đi bởi vì bạn này có vé nhưng lý do bạn này không đi được đó là Chun Chang Eun khai ra hiểu và phải đi công tác số 3 là thang bạn đã đi đến thang chưa thang giờ... nô thì chú chê cả chú chê rơn hắn đến ở thang thì có lễ hội thì đây chung cho hắn nhạc sâu bạn này bạn không đi bởi vì bạn có một cuộc hẹn quan trọng tiếp theo đến tốc bạn đã đến tốc su cung chưa và đây có diễn ra một cái âm bạc khỏe, một cái uh, buổi diễn hòa buổi buổi diễn hòa nhạc và bạn này bạn ấy không đi được bởi vì unyui này siêu mì bạn này bạn ấy phải có uh, có cái uh, kỳ thi vào hôm thứ hai Đấy, tình huống bốn tình huống này và chúng ta bây giờ sang phần tiếp theo Chúng ta đang phần Tsukomatsuki, phần này chúng ta sách hơi bị mờ. Cho nên chúng ta sẽ đọc rất là nhanh qua phần này cho đỡ nhức mắt. Như đâu nhỉ? Hàn Quốc에서 가본 곳 중에서 친구들에게 알려주고 싶은 곳이 있습니까? Đây là trong số những cái địa điểm mà bạn đã đến ở Hàn Quốc, bạn có À, muốn giới thiệu địa điểm nào tới các bạn của mình không cô bạn nên cô các bạn chọn à, các bạn nghe cho kỹ và hãy chọn tất cả những cái đúng trong phần này đầu tiên chúng ta sẽ xem là phần này họ nói về cái gì đầu tiên công ăn lớn khăn ca ngàyơ cả công viên thì ở gần sông hàn Công ngôn an nè sở bên trong công viên cha trần cơ rớt thân sui xin đi có thể đi xe đạp 2 sa đam ơn chú bà đê khát hai người này có ý định là cuối tuần chú bà cùng nhau ngắm cảnh Seoul. thì bây giờ chúng ta sẽ nghe trong phần này 잘 듣고 맞는 것을 모두 고르세요 여보세요? 정우씨, 저 마리코예요. 네, 마리코씨. 안녕하세요. 무슨 일이세요? 친구들과 주말에 서울 구경을 하려고 하는데 어디가 좋아요? 음, 여의도 공원 가봤어요? 여의도 공원이요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 여의도에 있는 큰 공원인데, 공원 안에서 자전거도 탈수 있고, 거기서 한강까지 걸어갈 수 있어요. 한강에 가면 배를 한번 타보세요. 한강 경치가 아주 아름다워요. 거기가 좋겠네요. 고마워요. 그럼 주말 잘 보내세요. 네잘 듣고 맞는 것을 모두 고르세요. 여보세요? 정우씨, 저 마리코예요. 네, 마리코씨. 안녕하세요. 무슨 일이세요? 친구들과 주말에 서울 구경을 하려고 하는데 어디가 좋아요? 음, 여의도 공원 가봤어요. 여의도 공원요? 아니요, 아직 못 가봤어요. 여의도에 있는 큰 공원인데, 공원 안에서 자전거도 탈수 있고 거기서 한강까지 걸어갈 수 있어요. 한강에 가면 배를 한번 타 보세요. 한강 경치가 아주 아름다워요. 거기가 좋겠네요. 고마워요. 그럼 주말 잘 보내세요. 아 các bạn chọn y1 và y2. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần số 2 Chuẩn bị. Hàn Gang E Khabatsumika. Bạn đã từng đến Hàn Gang chưa? Đến sông Hàn chưa? Hàn Gang ngày xưa búa sơn Hàn Ở sông Hàn, ở sông Hàn thì bạn có thể là làm cái gì? Chanchuko chimu ne tapaseo nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Số một là vô cha cá chubaế há chịánân mua sim bạn nữ này, này vào cuối tuần này ha chị ăn cái việc mà bạn không làm mua sim cá là việc gì ở cái này chúng ta chú ý là trả lời cho chính xác cái việc mà bạn ấy không làm 잘 듣고 질문에 답하세요. 마리코 씨, 주말 잘 보냈어요? 네, 여의도 공원에 갔다 왔는데 친구들이 아주 좋아했어요. 아, 그래요? 여의도 공원에서 뭘 했어요? 자전거도 타고 산책도 했어요. 그리고 가까운 육산빌딩에 가서 저녁을 먹었어요. 한강에서 배는 안 탔어요? 네. 한 시간 동안 기다려야 해서 안 타고 그냥 한강 구경만 했어요. 다음에 다른 곳도 소개해 줄게요. 서울에 재미있는 곳이 많아요. 네. 고마워요. 정당의 라이. 잘 듣고 질문에 답하세요. 마리코 씨, 주말 잘 보냈어요? 네. 여의도 공원에 갔다 왔는데 친구들이 아주 좋아했어요. 아, 그래요? 여의도 공원에서 뭘 했어요? 자전거도 타고 산책도 했어요. 그리고 가까운 육산빌딩에 가서 저녁을 먹었어요. 한강에서 배는 안 탔어요? 네. 1 시간 동안 기다려야 해서 안 타고 그냥 한강 구경만 했어요. 다음에 다른 곳도 소개해 줄게요. 서울에 재미있는 곳이 많아요. 네, 고마워요. 아, tôi giới thiệu một chút về cái đoạn hội thoại này ở Han Gwanggun thì bạn này bạn đã đi xe đạp và đi dạo cùng với bạn bè. Sau đó thì đến Yusup Sam Building, tức là tòa nhà 63 tầng. Cái này những ai ở bên Hàn Quốc rồi thì các bạn sẽ biết. Tòa nhà này rất là nổi tiếng. Thì tiếp theo, bạn ấy ăn trưa ở tòa nhà đó. Và bạn Nam, bạn hỏi là bạn không đi, có đi thuyền không? Thì bạn này, bạn bảo không đi thuyền. Chỉ có đi ngắm một chút hàng căn công nguồn thôi. Thì ở đây, bức tranh số 3 là bức tranh mà mình sẽ lựa chọn và cái việc mà bạn ấy không làm khi mà đi đến đến, đến hàng căn công nguồn. Tiếp theo, Maraki phần nói... 여러분은 주말에 어디에 다녀왔습니까? 아, các bạn thì vào cuối tuần thì bạn đã đi đâu về rồi? 친구들에게 그 곳은 그 곳은 소개해 보세요. các bạn hãy giới thiệu cái nơi đó cho những bạn của mình. Cái phần này là phần nói, các bạn có thể đứng trước lớp để các bạn nói hoặc các bạn tập nói ở nhà thì chúng ta tập đứng trước gương để diễn đạt cái phần này để cho đạt hiệu quả nhất. chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần tuyết cô sự kiện ấy ý cô sự kỳ hàn quốc mà huế là các bạn đã từng tham gia cái cuộc thi nói hoặc là cuộc thi viết tiếng hàn chưa ạ chúng ta đọc đoạn hỏi đọc đoạn sau và chúng ta trả lời câu hỏi 한국에서 여행 해본 곳 -bon 한국에서 여행 해본 곳 -bon đây là cái nơi mà tôi đã nơi mà tôi đã thử đi du lịch ở Hàn Quốc. Đầu tiên, 저는 작년 봄에 한국에 왔습니다. tôi đã đến Hàn Quốc vào mùa đông năm ngoái à vào mùa xuân năm ngoái. 그동안 한국에서 많은 곳에 가봤는데 À, trong cái thời gian trong cái thời gian đó thì tôi đã đi rất nhiều nơi ở Hàn Quốc trước khi Busan ấy khăn cờ gì khá trang kiểu cái tôi nhớ nhất là cái việc đi Busan tôi nhớ nhất đặc biệt là cái việc đi Busan cho nên Busan này rồi hoa chế khắc cho nên tôi đã đi đến cái

trong suốt một tuần thì diễn ra cái liên hoan phim quốc tế chế, 세계, ở ngoài trời Xê kê trên thế giới Yoro rồi từ nhiều quốc gia Khăm túc qua Peo Turi Khăm túc là những nhà quay phim, những nhà đạo diễn Peo Turi Những diễn viên Bani Omnita đến nhiều Cực kỳ rồi, ở đó 다른 나라 영화도 많이 보고. À, các bạn có thể là ở đó này có thể xem được nhiều cái bộ phim quốc tế và yu và cũng có thể gặp được những diễn viên nổi tiếng cho nên rất là vui 그리고 부산에서 부산은 바다와 Busan rất là gần biển. Sengson Yori to bà cái những cái món về cá rất là ngon. Kukieng han koto mansumida. Cái những cái mà để ngắm cảnh cũng rất là nhiều. Cho nên Busan này sơ sơn hơi lớn chờ mở cửa ban lần Tôi tôi lần đầu tiên ăn gỏi cá ở Busan. 먹봤는데 정말 맛있습니다. 맛있었습니다. 더스은러서주 n 시간이 있으면 부산에 또 가보고 싶어요. 가고 싶습니다. 내가 에고 싶습니다. 내가 더 부산에 또 가고 싶습니다. 또 내가 더이상 부산에 또 가고 싶습니다. 또내이 부산에 또 가고 싶습내이상 부산에 또 가고 싶이상 부산에 또 가고 부산에 대한 설명으로 맞지 않는 것은 고르세요. 게 맞지 않는 것. 영화제는 7일 동안 합니다 7 ngày. Đúng không? Tuần, 7 ngày, đúng không? 영화제는 칠년 동안 번리다이다 영화제는 칠이 동안 템리 영화제는 이 동안 다 영화제는 동영화제영화 ở cái liên hoàn phim quốc tế đó thì có thể xem được nhiều cái bộ phim nước ngoài, bộ phim của nhiều quốc gia khác nhau, đúng. câu 1, câu 3 đúng. sang số 2이 thân 내용을 카튼 코르셀 các bạn chọn cái nội dung giống uh, chọn cái nội dung giống với nội dung của đoạn của đoạn văn. 부산은 쿠이엉 코리가 là ở Busan có nhiều cái chỗ dùng để ngắm cảnh, chỗ đường phố ngắm cảnh. Tiếp theo số 2, y saramun benen busan ikamida. Người này năm nào cũng đi Busan, không phải. Y saramun koyang eso sengseon hoerun bogo basmida. Người này đã từng ăn gỏi cá ở quê hương, không phải. Người này lần đầu tiên ăn được ở Busan. Thì cái này số 1 đúng. Phần sư kỳ. Yoro bun nên hàn quốc ấy sơ ở tôn kiểu ngơ môn hẹt xùm nịt cá. Các bạn đã có những cái kinh nghiệm gì ở Hàn Quốc? tam chung nghe hana rin khula sơ trong những cái sau các bạn chọn lấy một cái và cho các bạn viết đề ga ban vốn hàn quốc sa làm cái người hàn quốc mà tôi đã gặp đề ga mơ vốn hàn quốc cơm dịch cái món ăn hàn quốc mà tôi đã từng ăn hàn quốc ấy sơ cái nơi mà tôi tôi đã từng đi du lịch ở hàn quốc thì mấy cái chủ đề như này

가장 기억에 남습니다. 저는 부산에서 영화제에 갔습니다. 부산에서는 매년 가을에 일주일 동안 영화제를 하는데 세계 여러 나라에서 감독과 배우들이 많이 옵니다. 거기서 다른 나라 영화도 많이 보고 유명한 배우들도 만날 수 있어서 참 좋았습니다. 그리고 부산은 바다와 가까워서 생선 요리도 맛있고 구경할 것도 많습니다. 저는 부산에서 생선회를 처음 먹어봤는데 정말 맛있었습니다. 시간이 있으면 부산에 또 가고 싶습니다. 한국에서 여행해 본 곳. 저는 작년 봄에 한국에 왔습니다. 그동안 한국에서 많은 곳에 가봤는데 특히 부산에 간 것이 가장 기억에 남습니다. 저는 부산에서 영화제에 갔습니다. 부산에서는 매년 가을에 일주일 동안 영화제를 하는데 세계 여러 나라에서 감독과 배우들이 많이 옵니다. 거기서 다른 나라 영화도 많이 보고 유명한 배우들도 만날 수 있어서 참 좋았습니다. 그리고 부산은 바다와 가까워서 생선 요리도 맛있고 구경할 것도 많습니다. 저는 부산에서 생선회를 처음 먹어봤는데 정말 맛있었습니다. 시간이 있으면 부산에 또 가고 싶습니다. <목소리> phần thực hành cái này chúng ta sẽ thực thực hành ở trên lớp ma ấy thức biện han trường hợp ấy yakie heo tức là chỉ tôi có những cái kinh nghiệm đặc biệt như thế này hãy nói chuyện hãy kể về cái cái kinh nghiệm đặc biệt của bản thân trải nghiệm đặc biệt của bản thân à, tiếp theo bún hoa sườn ở đây chúng ta có han lưu han liu là chào lưu văn hóa Hàn Quốc thì cái này làm thế nào để cho Hàn Quốc nổi tiếng ở trong những năm gần đây thì bằng cách là Hàn Quốc đã gửi đi một số lượng người đi học về ngành nghệ thuật khi học nghệ thuật ở bên nước ngoài thì chúng ta biết là người Hàn Quốc về ngoại hình thì rất là xinh và đi ra bên Hàn Quốc đi ra bên nước ngoài học làm phim học ca làm ca sĩ để về các bạn ấy nổi tiếng khi các bạn nổi tiếng rồi các bạn ấy công diễn trên toàn thế giới để em gì để cho cái người ta biết đến Hàn Quốc, từ đó về tiếng Hàn cũng có sự nổi tiếng, về món ăn Hàn Quốc cũng được nhiều người biết đến và các sản phẩm của Hàn Quốc như là điện thoại, như là ô tô, cũng mỹ phẩm, đấy là các đặc à, sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài. thì vì sao những cái đấy lại là xuất sản phẩm khẩu, xuất, khẩu, xuất khẩu chính? bởi vì những cái đó nó gắn liền với ngoại hình của một người ca sĩ đẹp cộng với khi quay phim người hàn quốc dùng rất nhiều điện thoại và toàn điện thoại đẹp cho nên là những người nước ngoài người ta cũng muốn mình được như thế việt nam cũng tương tự như vậy thôi ạ và phần parum cái này chúng ta có quy tắc môm sai chim ở giữa các môm nguyên âm thì có cái patchim nò lò mò ngờ thì đằng sau nó là phát âm là hờ thì cái âm hờ nhẹ nhẹ phát âm tên cái giọng giọng ý 있습니다 tức là đọc rất là nhẹ đi chữ hờ sẽ đọc nhẹ đi chưa ngân hàng thì chúng ta đọc là ngân hàng nhẹ đi hòa ok uh, nghe như kiểu canon nhưng mà không phải kết hôn ạ chứ không phải là chúng ta là mất hẳn cái này đi chúng ta chú ý như vậy khôi nhằng nhớ là n r m thì chúng ta giảm nhẹ cái âm hờ đằng sau thì chúng ta nghe những cái phần đọc này 1. 차 조심하세요. 니 조심하세요. 2. 전화 받으세요. 1. 차 조심하세요. 2. 전화 받으세요. 1. 생선회를 먹어봤어요. 2. 방학 동안 뭐 했어요? 3. 고향에서 친구가 와요. 4. 부모님이 오셔서 공항에 가요. 5. 같이 영화 보러 갈수 있어요? 미안해요. 시험이 있어서 갈 시간이 없어요. b 3 t r o n a n g u e 2 a đã thử làm việc gì rồi đã giới thiệu về quê hương của mình chưa giới thiệu những nơi mình đưa giới thiệu cái nơi mình đã đi giới thiệu những cái kinh nghiệm của bản thân có được ở bài này chúng ta kết thúc ở đây xin cảm ơn các bạn chúc các bạn một buổi học thật là vui vẻ